Nguyễn Linh chào Lê Lộc. Dạ. Tôi tên là Nguyễn Thúy Linh, năm nay là 65 tuổi, ở dân tộc Đồng Nai. Dạ. Đang giữ cháu và nội trợ. Dạ, xin mời chị ạ. Dạ. Dạ. Con chào chú Nguyễn Linh, chào chị Lê Lộc. Con tên là Dung Ngọc Tuyết Linh, năm nay con 19 tuổi. Wow. Lấy chồng sớm. Dạ. Cái ngày đầu tiên mà cô gặp con dâu của mình đó, cô cảm nhận như thế nào? Ngày đầu tiên là thằng con trai con nói là con sẽ đem bạn gái con về. Mà mẹ ơi, bạn gái con nó có thai rồi, có em bé rồi. Thì ngày đó khi bước vô nhà thì tôi cũng thấy ngạc nhiên lắm, tại nó còn quá nhỏ mà thấy dễ thương lắm. Thì ăn khi đó đang ăn cơm, rồi kêu nó vô ăn cơm, rồi hỏi nó làm sao, rồi hai đứa con sao rồi. Rồi nói mẹ ơi, hai đứa con lỡ dại đã có em bé rồi, gần 3 tháng. Mà ba mẹ con thì kêu con phá đi, chứ không cho lấy chồng vì nó còn quá nhỏ, không có biết gì hết trơn á. Dạ. Tôi trả lời tôi nói thôi con cứ để đó đi mẹ, ba mẹ sẽ đi ra gặp ba mẹ con để rồi năn nỉ và giải quyết thôi, con đừng có lo. Nói nếu ba mẹ con không cho con lấy chồng, lấy anh Hải thì con sẽ trốn bỏ đi theo anh Hải thôi, chứ con cũng không chịu phá em bé đâu. Nói vậy. Thì hai mẹ con nhìn nhau thì khóc, khi đó là mới gặp nhau mà thật có ấn tượng là nó khóc, có tôi cũng khóc luôn. Dạ. Còn đối với chị, lần đầu tiên chị gặp mẹ chồng, chị cảm giác như thế nào? Lúc đầu em về em hồi hộp lắm, cứ đi trên đường hỏi chồng là mẹ có khó không, với ba có khó không. Nhưng mà chồng nói là hiểu tính mẹ thì mẹ dễ lắm. Trong mâm cơm đó em thấy ba với mẹ hiền lắm, vui tính nữa, nên em đỡ sợ trong người lắm. Lúc đầu là em có bầu 3 tháng rồi, em kêu chồng em là mấy dám nói, chứ em không dám nói liền. Ba mẹ bên con là không có chịu hả? Dạ không có chịu. Tại vì anh Hải qua nhà con trước rồi xin mà ba nó không cho. Chú có con buồn không? Có chú, nhưng mà gán vô năn nỉ ba mẹ trong này đi ra. Năn nỉ ba mẹ con cho con cưới, chứ con không có qua bỏ. Rồi đến bây giờ thì gia đình hai bên đã vui vẻ chưa? Dạ có rồi chị. Con nghĩ con làm dâu về quá sớm không? Dạ có chú. Tại vì con làm dâu mà con không biết gì hết. Nói chung việc nhà con cũng không biết luôn. Ai ha. Con nhỏ nó lỡ dại rồi. Nguyễn Linh biết không, đi về làm dâu không biết gì hết trơn. Không biết gì hết. Ngày đầu tiên đi về làm dâu mà ngủ đến 12 giờ trưa mới dậy. Mà không phải một ngày đó, mà từ khi có bầu cho đến khi sanh cũng là 12 giờ trưa. Mà chồng làm hết, chỉ kêu dậy ăn cơm thôi. Ăn cơm về rửa chén cho không biết làm cái gì hết trơn. Nhưng mà cô có dạy không, cô có chỉ không? Có chỉ thì nói thì con dậy sớm rồi mẹ chỉ con, mà cứ ngủ thì thôi mình nói cho nó ngủ cho rồi. Dạ, nó còn nhỏ quá thôi. Nó cho nó ngủ đi thôi. Giữa mẹ chồng nàng dâu hợp nhau điều gì không? Dạ có. Em với mẹ là hay son phấn, quần áo, giày dép. Còn về ăn uống rồi về chăm sóc gia đình, hai mẹ con mình có hợp nhau không? Dạ không, em với mẹ, mẹ thì ăn mặn, em thì ăn vừa vừa thôi. Có bữa thì đi, có đi ra là dạ con gái chơi. Nó ở nhà 3 ngày. Cho cha chồng nó ăn cơm sống, cá chiên thì đem thùi lùi luôn. Trời ơi. Nấu canh thì để muối mặn chát. Ông xã nói trời em ơi, nó nấu cái nắng cũng được gì tao, nhưng mà cũng khen ngon đại đi. Nó hỏi ba ngon không? Ngon. Nhưng mà gọi cho vợ thì nó trời ơi, nó mặn trời ơi. Thôi kệ nó cô, nó còn nhỏ quá mà. Nãy giờ chú kệ hoài á. À, chú kệ hoài. Chú kệ hoài là nó về nó bắt chước theo của kệ. Dạ con gia đình thì mẹ kỹ, em thì cứ bả đau dục đó. Mình đi biết không, cưới về còn mệt thêm nữa. Đi theo mà dọn không à. Bình sữa uống xong để đó, cái tã thay ra cho con dục đó. Bộ đồ của con cũng dục, ngồi đâu là dục đó, mình phải đi dọn. Con đó không có dọn dẹp gì trơn. Có bao giờ cô la nó không? La cho nó, Linh ơi con gọn gàng cho mẹ đi đâu mà con không biết gì trơn vậy. La lớn không cô? La lớn. Nó dạ, để con rồi, để con dẹp, để con dẹp. Chứ mà nói vậy nó cũng đi chỗ khác rồi, để gì chứ mình cũng dẹp. Cái chuyện chăm con cái sao con? Dạ mẹ chồng con chăm con không biết gì luôn. Tức là con chỉ có nhiều vụ đẻ thôi hả? Đẻ thôi. Chỉ có khi nào bú thì đưa qua cho nó bú thôi, chứ còn là mình lo hết. Thôi kệ nó cô. Vậy thì không biết là ở nhà em làm được điều gì cho mình chưa cô? Không có làm được điều gì hết. Chỉ có một cái là chỉ la là cười thôi, chứ còn cái gì cũng được cái gì hết trơn. Nó hay, nó còn cười là hay đó cô. Nhưng mà em ơi, mình có ý thức được là mình sẽ phải giúp phụ mẹ một công việc nào đó không? Dạ có chị, nhưng mà nói rồi là qua ngày sau em quên mất tiêu, em cũng vẫn vậy nữa. Nó chỉ nhớ bấm điện thoại thôi, điện thoại là 24/24. Tiền bạc sao cô? Tiền bạc thì chồng nó đi làm mà đưa cho nó xài cho tôi không biết. Anh xài phung phí lắm.
có tiền là mua đồ tùm lum mà về để cho không có xài mà cũng mua. Cô ơi, thí dụ mà sắm sửa vậy là thí dụ đến những ngày lễ Tết gì đó là chắc cũng có sắm quà không? Sắm vô hai vợ chồng thôi, không có sắm gì cho mẹ. Thì nói mẹ có nhiều rồi, không thành không sắm. Không biết em có điểm gì để mà chị nói tốt giùm em được không nhỉ? Có bao giờ em có ý định mua cho mẹ cái gì đó không? Dạ có anh, dạ có chú. Hai trời, năm nay anh chú gì trời nó. Còn nhỏ mà. Tết năm nay đó là hai năm con hứa mua cho mẹ áo dài, mà cứ thấy mẹ có áo dài nhiều quá cái hai chồng cái nghỉ mua. Khỏi luôn đi con. Mẹ có nhiều áo dài rồi. Hai bộ đồ áo dài này là ai chọn vậy bé? Dạ áo dài này là cái kỷ niệm của em với mẹ, là cái ngày đó làm lễ hôn phối trên nhà thờ là mẹ dẫn em đi mua vải may áo dài cho em để làm lễ. Em ơi, em có thương mẹ nhiều không? Dạ có chị. Điều gì ở mẹ mà làm em nhớ nhất, em thương mẹ nhiều nhất? Dạ là lúc đó mẹ bị sỏi thận mà mẹ không biết, chứ kêu là Linh ơi mẹ đau quá Linh ơi. Em cứ hồi hộp thì em chạy ra mua thuốc cho mẹ uống. Mẹ uống vô thì mẹ cũng không bớt. Thì em cứ kêu là mẹ đi nhập viện đi. Mẹ cứ sợ là nhập viện tốn tiền này kia, mẹ không nhập viện. Em cứ điện cho chồng em này kia kêu về chở mẹ đi bệnh viện đi, mà mẹ nhất định là mẹ không đi. Tới nửa đêm mà mẹ đau quá mẹ chịu không nổi, mẹ mới lên bệnh viện. Em nghe là mẹ mổ, em mới thấy hối hận đó. Ở nhà mẹ la mình đó, mà mình không nghe. Mà lỡ này sao mẹ mổ xong mẹ mất đi rồi không có ai la mình nữa. Nên em có nhắn tin cho mẹ là em nói là con xin lỗi mẹ, con mong mẹ mau khỏe. Về mẹ nói gì con cũng nghe hết. Mà nhưng mà về mấy tháng rồi cũng nói cũng ra gì vậy. Ok. Thế nó nhỏ, tức là bé có rất có tình cảm với cô, rất thương cô, nhưng cách ăn nói chưa có kiểm soát được thôi. Bởi nó còn nhỏ quá. Thương nó lắm, thương giống như con gái. Thương là thương chỗ đó đó cô. Dạ, thương giống như nó rất thật lòng. Dạ, thật lòng. Nó chơi bây giờ thôi. Dạ, bé rất là thật lòng. Thật lòng có sao nói vậy người ơi. Những cái gì mà cô nói với con dâu đó, có bao giờ con dâu cãi là cô? Không, cười không à, nói cái gì nó cũng cười. Nó nói này không, con phải lắng nghe chứ không phải cười là bỏ nghe Linh. Mà có một lần, ví dụ đi khám đứa con mà nó nói là bác sĩ nói là con nó bị thiếu chất gì đó. Thành được cái ở sau này nó bị off vô. Đi về là tôi nói là con không được, còn nghe điện thoại trong phòng đó nghe chưa. Nghe là con sẽ ảnh hưởng rồi nó sẽ mất trí nhớ vậy đó. Vậy mà la tới cũng vẫn đem điện thoại vô. Cái thằng chồng nó chạy vô nói sao mày nói mà em nghe để tán bây giờ. Nói thì nói vậy chứ đời nào mà tán đâu. Này trả lời liền, tán lấy dám tán không, khó quá ai mà ở nổi. Trời cái tôi cũng đứng đó cho nên Linh mẹ khó với con lắm hả, con ngủ 12 giờ dậy cả một năm trời này rồi, vậy mà mẹ cái gì mẹ cũng làm ở trên cho con chơi không mà con còn nói mẹ khó. Cái ngồi nó gục đầu, cái tôi tức quá tôi gọi điện thoại cho anh chị xui liền đi vô liền, chị anh chị vô đây tôi giải quyết. Mẹ nói cho anh chị nghe thì anh chị bắt nó xin lỗi, nói con nói vậy là không phải, mẹ chồng con là quá thương con rồi đó, chỉ có đi làm mới nửa tháng này thôi, rồi con cái là mình giữ trơn, đi làm về con mà kệ, 10 giờ đêm mới bồng con, luôn ngủ. Con té sao bị đầu vậy? Không phải chú, em bé giống như là nó em sinh bé ra là nó thiếu chất đó chú. À. Nó có thiếu cái chất gì nên cái đầu cái trong cái não của nó chưa có phát triển đầy đủ. Bác sĩ cứ nói là 6 tháng là nó sẽ phát triển lại bình thường. Làm mẹ thì cứ nghĩ là do con với chồng con xài điện thoại nên ảnh hưởng tới em bé. Nên mẹ cứ la cái chiều điện thoại. Thôi nên cô. Có lần đó là như vậy đó. Thiếu chất gì dạ, đó. Dạ, con bây giờ phải đi kiểm tra lại xem con nó thiếu có chất gì không? Dạ, bữa con đi kiểm tra rồi thì bác sĩ nói là nó đã phát triển đầy đủ rồi chú. Đầy đủ rồi phải không? Dạ. Mừng quá. Rồi, vậy khỏe ơi. Dạ. Giờ bắt đầu dạy được rồi nè. Dạ. Rồi hàng xóm có nói gì không? Hàng xóm thì nói khi nào cũng thấy đi ra quét nhà nói bà Linh sao mà bà cưới vô về bà cứ thấy bà làm con dâu bà đâu, nó ngủ chưa vậy đó. Tại vì bà cưng nó quá rồi giờ nó vậy chứ gì nữa, nó chỉ chắc vậy quá. Không được, cái dễ thương là nói gì cũng cười. Mày nó không cãi ha. Có bao giờ á con suy nghĩ con hối hận về những gì mà con không nghe lời mẹ chồng không? Dạ có chú. Nói chung là mẹ la cái gì cũng đúng hết đó chú. Nhưng mà tánh con thì bướng. À. Giống như mẹ la cái đó là sữa trong ngày đó thì được, cái qua ngày sau con cũng vậy à. Đúng rồi, tại vì tuổi trẻ mà hồi lúc con bằng tuổi bé con cũng bướng lắm. Cũng cãi lời mẹ hoài à, tức là nghĩ là mình lúc nào cũng đúng. Và mình đang cái tuổi ăn tuổi chơi á, mẹ cứ ép mình làm theo ý mẹ là không phải rồi.
nên là con nghĩ là sẽ có thời gian từ từ em sẽ quen dần. Đúng, nhưng rồi. Mà nên quen dần sớm hơn thì càng tốt. Không, đúng là mẹ chồng tốt đó, con cũng gặp mẹ chồng tốt, chứ gặp mẹ chồng mà khó thì cũng mệt lắm, không ở chung được đâu. Tôi nói là nếu mà người khác thì con chỉ ở 3 ngày thôi. Chính 3 xác ngày như thế. Thôi, không có được có dạ. Ở ngày thứ tôi rất là dễ. Thật sự nếu chúng ta uống nắng, chúng ta dạy dỗ thì chắc chắn bé Linh sẽ trở thành nàng dâu rất là tốt. Thôi bây giờ thế này, bây giờ mình nghe coi chồng con nói gì nha. Dạ. Xin chào chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu. Mẹ và vợ mình trong cái thời gian về làm dâu tới nay có một số vấn đề mà vợ làm cho mẹ buồn thôi. Đó là việc mẹ chỉ dạy vợ mà vợ chỉ nghe như không có thực hiện được. Mẹ bực, mẹ la thì vợ lại hay không vui. Mình cũng chả biết làm gì nữa thì mình vô mình nói tiếp. Nhưng mà nói rồi cũng dạ ừ hiểu, cười xong qua ngày sau cũng lại như vậy nữa. Nhưng mà bị la hoài một vấn đề bực là sai chứ không phải là đúng. Tại vì mình có một cái vấn đề nhỏ thôi mà mình không làm được là sao? Thì mình phải chịu bị la. Em hiểu được cái tính vợ em rồi, nó hậu đậu rồi chứ không phải là do cái tuổi nhỏ nữa mà gọi là bị hậu đậu rồi. Cứ tái diễn đi, tái diễn lại một cái điệp khúc đó thôi. Là cứ bị la hoài vậy đó. Rồi ghét rồi, bây giờ mẹ nghỉ la luôn rồi. Mẹ không la nữa. Mẹ nói làm gì làm luôn rồi. Em muốn gửi lời cảm ơn tới mẹ trong suốt thời gian qua, những lời mẹ dạy bảo và la vợ em là tốt chứ không phải là xấu. Và con cũng cảm ơn mẹ đã hiểu và thông cảm cho vợ con vì cái tuổi quá nhỏ để bước vào một cuộc sống làm dâu. Con cũng mong là qua chương trình này mẹ sẽ dạy bảo vợ con theo một cái cách khác đi, thì con nghĩ sẽ hiệu quả hơn đó mẹ. Và lời chồng muốn nhắn nhủ với vợ là qua chương trình này chồng mong sự thay đổi từ vợ để cho mẹ được vui vẻ hơn và được sống lâu hơn với vợ chồng mình và con cháu. Cái tánh con là bướng lắm, cứ nói là ấy xong là con cũng quên à. Với lại là bây giờ em đang được cái tình thương của mẹ quá nhiều. Yeah. Sau này là có nhiều chị dâu khác về nữa là tình cảm sẽ bị san sẻ đi, mà em không thay đổi mình là chắc chắn tình cảm của mẹ dành cho em sẽ mất. Vì vậy nên là em phải thay đổi chính em. Yeah. Thay đổi đi, còn kịp đó. Cô có mong muốn điều gì cô nói với con dâu đi. Mẹ chỉ muốn con thay đổi là phải gọn gàng, sạch sẽ thôi. Để còn cơm nước thì để từ từ cũng được. Mẹ chỉ mong muốn có vậy thôi. Bây giờ là ôm mẹ đi, hứa với mẹ gì đi. Hứa đi con. Con hứa với mẹ là sau này con sẽ nghe lời mẹ nhiều hơn, không làm mẹ buồn nữa. Mẹ cũng mong như vậy. Con thương mẹ lắm. Tuyệt vời lắm con ạ. Cái tình cảm như mẹ được chồng nàng dâu lúc nào cũng gắn chặt thế này. Mẹ như mẹ ruột vậy đó. Dạy con tối lửa tắt đèn có nhau ha. Chúc mẹ chồng nàng dâu mãi mãi bên nhau. Chúc gia đình bình an và hạnh phúc con nha. Dạ. Một kỷ niệm gửi tặng cho gia đình. Dạ, con chúc gia đình mình thật nhiều sức khỏe. Chúc em là luôn giữ mãi tình cảm của mẹ, vì em không thể nào tìm được người mẹ thứ hai như vậy đâu. Phần quà dành tặng cho cô là nước yến nguyên chất, có tác dụng bồi bổ cơ thể, tăng cường sức đề kháng và làm chậm quá trình lão hóa. Phần quà dành tặng cho em là nước yến collagen, có tác dụng chống lão hóa da và các căn bệnh về loãng xương, khớp xương. Sản phẩm yến xào sông Yến, thương hiệu vì sức khỏe. Phần quà dành tặng cho gia đình mình là bánh cao cấp Goodie, sản phẩm của công ty cổ phần BBK. Cảm ơn cô và em đã đến với chương trình. Cảm ơn. Dạ. Cảm ơn nha. Cố lên nè con gái. Dạ.